trang 1 cân. Thank you.
Thank you.
Đi, để mang về đi thôi.
Ôi nặng thế. Thì cái này chắc là chia làm hai túi mất. Chia để ra hai túi. Thế bao nhiêu túi? Nó quả chín này ăn cái lõi nó mới ngon này. Thì lõi này em nó thấy nó thơm á. Nên một quả chín vào này. Tan mấy cái túi này ra chị. Quả đi anh. Quả vào đi nào em. Quả đẹp nhờ. Trọng chi cao xuống nó hơi đập đập một chút. Ok. Rồi em cân đối với anh xem được một cân chưa? Phải ít thôi. Phải nhá. Vẫn còn nhiều thế, sao
cho em cắt cho em nha. Dân nếu mà bán kem như vậy thì nó cũng đây đây. Đây đây. Đây đây. Quả tay chua mua biết quả này mình đi ăn kho béo à. Thank you.